Ủy ban nhà nhân dân tỉnh Sóc Trăng, trung tâm chỉ huy số 53 trên TTCH gạch nối UBND về việc phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến bùng phát dịch bất cứ lúc nào, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp sản xuất có quy mô lớn, số lượng lao động nhiều, do đó để đảm bảo kiểm soát tốt dịch COVID-19 trên địa bàn, phục vụ cho hoạt động sản xuất được an toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng yêu cầu một các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh cần tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc sản xuất phải an toàn, an toàn mới sản xuất. Tuyệt đối không vì mục tiêu nâng cao sản lượng sản xuất mà lơ là không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc theo quy định, rất dễ dẫn đến lây lan dịch bệnh và hậu quả sẽ rất lớn. Khi có nhu cầu tuyển dụng lao động phải lưu ý kiểm tra các thông tin có liên quan đến yếu tố dịch tễ để sàng lọc kịp thời, tránh trường hợp tuyển dụng những lao động có nguy cơ cao từ những vùng dịch trở về. Đồng thời phải thường xuyên tổ chức test nhanh định kỳ đối với lực lượng lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm. Hai Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh để phát hiện những nguy cơ, chấn chỉnh kịp thời những bất cập trong công tác phòng chống dịch. Đề nghị các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện tốt nội dung tại công văn này. Thay mặt Trung tâm Chỉ huy, Chỉ huy trưởng đã ký, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trần văn lâu